Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Đối thoại nhân quyền Việt Úc khi nhân quyền và kinh tế đối đầu Truyền thông nhà nước loan tin toàn quyền Úc ông David Hurley bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 Ông David Hurley đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Chủ tịch theo thông cáo chính thức, ông David Holley sẽ gặp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Phạm Minh Chính và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hình ảnh tin từ AFA. Tin từ AFA cho hay chủ tịch nước võ văn thưởng đã yêu cầu toàn quyền úc David Holley kiểm soát và xử lý các cá nhân tổ chức khủng bố sử dụng lãnh thổ úc để thực hiện hoạt động chống phá việt nam. Việc đề nghị úc xử lý hoạt động chống phá việt nam để bảo vệ an ninh cả hai quốc gia được đánh giá là một thông điệp mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, phía Úc cần xem xét kỹ vấn đề này để đảm bảo không có sự vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân Úc. Việt Nam và Australia đã đồng ý nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vào thời điểm thích hợp. Thông tin này được chia sẻ tại cuộc gặp giữa chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và toàn quyền Australia David Hurley trong chuyến công du của ông toàn quyền tại Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Úc thiết lập quan hệ ngoại giao, 26 tháng 2 1973, 26 tháng 2 2023. Hình ảnh cuộc gặp giữa ông Võ Văn Thưởng và ông David Hurley. Trong chuyến công du này, tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch, HRW tại Australia đã đưa ra tuyên bố kêu gọi toàn quyền David Hurley phải bày tỏ sự quan tâm của ông đối với hàng loạt vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang xảy ra tại Việt Nam. Theo giám đốc SRW Australia, việc tháo gỡ tình trạng 160 người bị bắt giữ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa và thực thi các quyền cơ bản là điều cần thiết. Toàn quyền David Hurley được yêu cầu phải thúc giục chính phủ Việt Nam thả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị và có lời kêu gọi đặc biệt về việc trả tự do ngay và vô điều kiện đối với công dân Úc gốc Việt 73 tuổi ông Châu Văn Khảm. Chuyến công du Việt Nam của toàn quyền David Hurley diễn ra trước vòng đối thoại nhân quyền Việt Australia lần thứ 18 sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào cuối tháng 4 này. Đối thoại nhân quyền Việt Australia là một hoạt động quan trọng được diễn ra hàng năm giữa hai quốc gia nhằm chia sẻ và tìm hiểu tình hình nhân quyền ở những quốc gia này. Tuy nhiên, đây chỉ là những cuộc đối thoại kín giữa chính phủ hai nước, báo chí sau đó chỉ đưa tin chung chung và thường không có cam kết cụ thể từ chính phủ Việt Nam. Hình ảnh đối thoại nhân quyền Việt-Úc 2022 Năm 2022, đối thoại nhân quyền Việt Úc tập trung vào các vấn đề như quyền của phụ nữ và trẻ em, quyền của người khuyết tật và cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề khác chưa được đề cập bao gồm những bất đồng chính kiến và tự do ngôn luận. Chuyến thăm của toàn quyền David Holley tại Việt Nam được xem là cơ hội để hai nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và thương mại. Vấn đề thiếu hụt lao động của Úc trong lĩnh vực nông nghiệp đang là vấn đề cấp bách và úc đang cần tuyển dụng lao động giá rẻ từ việt nam có thể thấy rằng những năm gần đây chính phủ úc không quá quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại việt nam điều này hoàn toàn có lý do của nó úc đang đối mặt với nhiều khó khăn trong lĩnh vực lao động và cần tìm nguồn lao động giá rẻ trong khi vấn đề nhân quyền của một đất nước như việt nam chỉ là một trong nhiều vấn đề việc nâng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và australia là một bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước Tuy nhiên, trong hành trình ấy, các vấn đề như nhân quyền cần phải được xử lý một cách nghiêm túc để đảm bảo cho sự phát triển bền vững và hài hòa của hai quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Đối thoại nhân quyền Việt-Úc khi nhân quyền và kinh tế đối đầu. Ngọc Thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chính sách nhân quyền và sự cân bằng quyền lực sau khi ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm làm chủ tịch nước. Báo AFI ngày 3 tháng 3 có bài phỏng vấn giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc về nhận định của ông sau sự kiện bổ nhiệm ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước Việt Nam. Bài phỏng vấn tập trung trình bày các vấn đề chính như tầm quan trọng của việc ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm làm chủ tịch nước, sự cân bằng, quyền lực sau khi ông Thưởng được bổ nhiệm và những ảnh hưởng đến các vấn đề khác như chính sách quan hệ Việt Trung, kiểm duyệt và nhân quyền tại Việt Nam, cũng như mối quan hệ giữa ông Thưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Hình ảnh báo AFI đưa tin. Phóng viên đặt câu hỏi về việc ông Võ Văn Thưởng khi làm chủ tịch nước sẽ củng cố hơn quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và do đó vai trò của Đảng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nền kinh tế. Giáo sư Carl trả lời rằng quyền lực của ông Tổng Bí Thư không thay đổi liên quan đến việc cân bằng quyền lực bởi vì Tổng Bí Thư cần có sự đa số trong số 16 ủy viên trong Bộ Chính trị ủng hộ. Quyền lực của ông Tổng Bí Thư xuất phát từ vị trí ông là lãnh đạo số 1 của đảng và thâm niên của ông với tư cách là người đứng đầu trong số các đồng nghiệp trong Bộ Chính trị. Không có gì thay đổi liên quan đến cân bằng quyền lực sau khi ông Võ Văn Thưởng được bầu làm chủ tịch nước. Trước tháng giêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần có một đa số trong số 18 ủy viên bộ chính trị. Giờ đây ông cần có đa số trong số 16 ủy viên, giáo sư Carter nói. Về chính sách đối ngoại giữa Việt Nam và Trung Quốc, giáo sư Carter nhấn mạnh rằng chính sách của Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc được thiết lập từ nhiều năm nay và mạch lạc duy trì độc lập, chủ quyền, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ của Việt Nam. Tổng bí thư sẽ không có quyền đơn phương đưa Việt Nam xích lại gần Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị theo đuổi chính sách, tranh thủ sự tương đồng về hệ tư tưởng của hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam quảng bá thúc đẩy chủ nghĩa xã hội. Năm 2003, Việt Nam thông qua chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ với Trung Quốc và với Mỹ. Chính sách này được tái khẳng định năm 2013. Hiện nay, các quan chức trong đảng đang thảo luận định nghĩa đối tác, bất kể những thay đổi về chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc. Nếu có thì đó là kết quả của một sự đồng thuận trong Bộ Chính trị, với sự ủng hộ của đa số ủy viên ban chấp hành Trung ương, chứ không phải là kết quả của những khuynh hướng của Tổng bí thư Trọng hay của Chủ tịch Thưởng hình ảnh ông thưởng và ông trọng. Khi được hỏi về vấn đề kiểm duyệt và nhân quyền sau khi Võ Văn Thưởng làm chủ tịch, bởi vì ông Thưởng từng là người đứng đầu ban tuyên giáo Trung ương, ông Khác Thay khẳng định rằng mặc dù ông Thưởng từng chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát các cơ quan báo chí Việt Nam, các nhà báo và nhân viên của các cơ quan này từ cấp Trung ương cho tới cấp địa phương, các nhà xuất bản và các hoạt động quảng bá nghệ thuật, văn hóa và khoa học nhằm đảm bảo là họ tuyên truyền đúng đắn chủ nghĩa mark lenin nghiên cứu và học tập tư tưởng hồ chí minh đạo đức và tác phong sinh hoạt nhưng ít có khả năng nhiệm kỳ của ông võ văn thưởng sẽ có tác động đến những hoạt động kiểm duyệt và hủy bỏ các quyền công dân chính trị đang có hiệu lực tại việt nam bởi vì bộ thông tin truyền thông việt nam và bộ công an có những tổ chức chính áp dụng kiểm duyệt Bộ công an hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và các cuộc biểu tình ôn hòa vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Cuối cùng, bài phỏng vấn cũng bàn về mối quan hệ giữa ông Thưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo giáo sư Karl Thayer, các mục tiêu kinh tế chính của Việt Nam đã được Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra và đã được thực hiện trong khuôn khổ các kế hoạch 5 năm. Thủ tướng và chính phủ chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế và phải chấp hành các nghị quyết mà hội nghị của ban chấp hành trung ương Đảng đã thông qua. Quốc hội Việt Nam đã có một cuộc họp bất thường vào đầu tháng 3 năm 2023 để bầu ông Võ Văn Thưởng vào chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ nhiệm. Việc ông Thưởng được bầu làm chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng hay còn gọi là đốt lò ngày càng một mở rộng hãng tin reuters nhận xét ông võ văn thưởng được coi là người thân tính với nhân vật quyền lực nhất việt nam ông tổng bí thư nguyễn phú trọng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin chính sách nhân quyền và sự cân bằng quyền lực sau khi ông võ văn thưởng được bổ nhiệm làm chủ tịch nước quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d